filming. My name is the member of group 2. Today I'm here to present to you about my group this. Among the many special dishes in my neighborhood as fried noodle is the most popular. In order to cook it, we need 3 bags of noodle to add some vegetables, pepper, chili, garlic, chopped sugar and another spice. There are 5-step water. Firstly, we will boil the noodle. Secondly, hot the pan on the stove and add cooking oil to remove the garlic. Then stir the vegetable and seasoning according to its bottom in our text. Thirdly, fry noodle. Fourthly, omelet. Finally, ration and decoration the dish. In the dish, there are a lot of vitamins. Such as vitamin A from chili, vitamin D from egg, and vitamin. And that brings us to the end of my recitation. Thank you all for listening. Have a delicious. Thank you. Chủ đề giác hóa ẩm thực Việt Nam. Đây là kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô và các em học sinh, thì hôm nay tổ tiếng Anh tổ chức chuyên đề tiếng Anh, chủ đề là văn hóa ẩm thực, và mục đích của chủ đề này là tạo điều kiện để các em học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ, đặc biệt là năng lực tiếng Anh và kỹ năng thuyết trình của các em, rồi phát triển kỹ năng mềm, gia tính, chi tiêu, mua bán đồ ăn, thức uống và hiểu biết về văn hóa ẩm thực Việt Nam. Và đến với cuộc thi hôm nay, chúng ta bên thành câu tiếp cô giáo chủ nhiệm Hà Phương Hiếu, chủ nhiệm lớp 7A1. Thầy Dương Văn Thanh, tổ phó tổ tiếng Anh. Cô Nguyễn Thị Tiến Sương, cô Phạm Thị Quỳnh Như, tổ viên tổ tiếng Anh. Đây sự có mặt của cô Loan Tổng Quốc Trách Đời và cô Nguyên giáo viên Tân Hồng, và đặc biệt là tất cả diện đầu biếu là các em học sinh của lớp 7A1 cùng những tấm gương rất là đẹp. Bây giờ phần nội dung đó là phần thứ nhất là phần thuyết trình của các nhóm, chúng ta sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh, và sau đó là phần chấm thi món ăn. Thì ban giám khảo thầy xin giới thiệu với các em ban giám khảo thuyết trình gồm có thầy Dương Văn Thanh, cô Nguyễn Thị Tiến Sương, cô Phạm Thị Quỳnh Như sẽ chấm điểm thuyết trình của các em, cô Võ Thị Kim Loan, cô Quyên và cô Hiếu cùng với ban giám khảo thuyết trình sẽ chấm điểm món ăn của các em.